Tên của nó là lò chiên không dầu. Thế nhưng mà nhiều chiếc lò chiên ngày nay thì được tích hợp luôn cả chức năng nướng. Và lò chiên Thugood này thì nó cũng tương tự giống như vậy. Kỳ vọng của hãng về nó là một chiếc lò chiên nướng không dầu. Xin chào các bạn, Linh vừa tìm ra được một chiếc lò chiên có cái tên khá là lạ, cho nên Linh quyết định là sẽ trải nghiệm và giới thiệu đến cho các bạn luôn. Đó chính là chiếc lò chiên không dầu đến từ thương hiệu Thugood, một thương hiệu của Malaysia. Mình nghe cái tên là thấy nó có vẻ good good rồi ha. Thế nhưng mà khi xài thì không biết là nó có good thiệt hay không. Vậy thì mời các bạn sẽ cùng Linh tìm hiểu trong video này nhé. Tên thì lạ, thế nhưng mà kiểu dáng lại không có mới. Đó là một khối vuông truyền thống và khá nặng nha. Lò chiên thì cũng có đi kèm nhiều phụ kiện khác nhau để hỗ trợ cho mình nấu nướng, chế biến đủ loại đồ ăn. Tên của nó là lò chiên không dầu. Thế nhưng mà nhiều chiếc lò chiên ngày nay thì được tích hợp luôn cả chức năng nướng. Và lò chiên Thugood này thì nó cũng tương tự giống như vậy. Kỳ vọng của hãng về nó là một chiếc lò chiên nướng không dầu. Kiểm tra năng lực thì thấy là lò cũng có trang bị hai thanh điện trở trên và dưới, đi kèm với chức năng cho phép mình chọn một trong hai thanh nhiệt nữa. Đặc điểm trang bị hai thanh nhiệt và có thể sử dụng chọn nướng mặt trên hay dưới là đặc điểm của một chiếc lò nướng. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin là cái lò này nó có thể gánh vác được cả chức năng nướng nữa. Tuy nhiên là vì nó thuộc kiểu dạng con lai và đó cũng là chức năng thêm thôi, cho nên Linh nghĩ là khả năng của nó thì cũng ở một mức độ nhất định nào đó thôi các bạn, chứ không thể nào mà chúng ta so sánh nó với những chiếc lò nướng chuyên biệt được. Vì thế mà nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà cần những chiếc nồi đa năng, vừa đảm bảo là góc bếp của mình phải đầy đủ tiện nghi mà lại còn tiết kiệm chi phí nữa. Bên cạnh đó thì Linh đánh giá chiếc lò chiên này thuộc kiểu lò chiên hiện đại với bảng điều khiển cảm ứng kết hợp với núm vặn và phím nhấn. Mấy bạn trẻ thì thường khoái những cái món đồ công nghệ hiện đại giống như thế này lắm. Thế nhưng mà với người lớn thì chắc là ngược lại ha. Giống như là ông bà hay là ba mẹ của Linh á, nhìn vào là thấy rối mắt rồi đó. Và những bạn trẻ thì cũng thích các loại lò chiên có nhiều chương trình được cài đặt sẵn. Cái nồi này thì nó có rất là nhiều chương trình được cài đặt sẵn, có tổng cộng là 16 chương trình. Mà ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều món ăn khác nhau nữa, siêu đa dạng luôn. Để chọn chương trình thì chúng ta sẽ vặn cái núm xoay này ha. Nó sẽ nhảy lần lượt qua chiên, qua gà, rồi có rã đông, cánh gà, sấy khô, bò bít tết, khoai tây chiên, chiên cá, rau củ, bỗng ngô, ủ men bánh, nướng bánh, thịt xiên nướng, pizza, nhiều ấm, bánh mì và bánh quy. Bạn nào mà có sở thích làm bánh thì chắc chắn sẽ rất là thích cái lò này luôn. Bởi vì là nó được trang bị cả chương trình ủ bánh và các chương trình nướng bánh khác nữa. Thế nhưng bất ngờ hơn hết là mặc dù Linh không có nhớ hết rõ là Linh đã giới thiệu cho cả nhà của mình bao nhiêu cái lò chiên rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên mà Linh thấy có một chiếc lò chiên không dầu nó lại có chức năng hẹn giờ nấu á. Có nghĩa là nếu mà Linh hẹn 1 tiếng á, thì sau 1 tiếng nó mới bắt đầu nấu thực phẩm theo chương trình đã được cài đặt trước đó. Chức năng này thì nó sẽ rất là tiện cho các chị hay là các mẹ vừa phải đi đón con mà vừa phải chuẩn bị đồ ăn tối. Làm sao để mà các món ăn phải nóng hổi y như vừa mới nấu mà mình vẫn có thể đón con về đúng giờ. Trời, quá là dễ luôn á. Linh ví dụ như là chúng ta đi đón con mất tầm khoảng 1 tiếng đi ha, mà cái món đó mình nấu khoảng 15 phút là nó đã chín rồi, đã xong rồi. Vậy thì chúng ta chỉ cần hẹn giờ 45 phút là được, vừa in luôn, vừa đón con về tới nhà một cái là có đồ ăn nóng hổi rồi. Mà đã là Linh ví dụ cho mọi người thôi. Còn bây giờ thì Linh cũng đang khá là thèm một tô bắp rang bơ để vừa ăn vừa xem phim. Và sẵn cái lò này nó có chương trình bỗng ngô nữa, cho nên bây giờ mình sẽ triển cái món đó luôn ha. Linh sẽ cho phần hạt bắp vào trong lồng này để mà quay nha. Hôm trước Linh coi trên mạng thì Linh thấy là có bạn để ngoài khay nướng luôn. Thế nhưng mà cái lò này thì nó lại không có tấm lưới trắng trên dây miso. Linh sợ là sẽ bị ám mùi hay là cháy khét, cho nên thôi mình bỏ như thế này cho nó an toàn ha. Với lại một xíu nữa, mình đổ thành phẩm ra một lượt á, thì cũng rất là gọn gàng, không lo là phải đi nhặt từng cái nữa. Mình sẽ chọn quay chương trình bỗng ngô, thế nhưng mà hẹn thêm 5 phút nữa nha. Tất cả các chương trình thì đều có thể tùy chỉnh thời gian từ 0 đến 9 tiếng 50 phút và nhiệt độ là 40 đến 220 độ C. Còn nếu như mà các bạn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nấu nướng rồi á, thì chúng ta cứ chọn chế độ tùy chỉnh để mình linh hoạt cài đặt thông số theo ý của mình ha. Rồi, chúng ta nhấn nút cho nồi hoạt động nha. Những loại lò nướng như này thì thường có mặt kính phía trước khá là rộng rãi, cho nên mình dễ quan sát thức ăn ở bên trong. Bạn nào mà thích nhìn quá trình đồ ăn chín từ từ giống như Linh thì chắc sẽ rất là thích cái điểm này luôn. Và ngoài ra trong lúc mà cái lò này đang hoạt động, Linh ngồi ở một cự ly gần như thế này nhưng mà cảm giác nó vẫn không bị nóng nha. Và khi mà Linh sờ vào như thế này, đó, nó chỉ hơi ấm ấm thôi, chứng tỏ là lò cách nhiệt cũng khá là ok la. Và ngoài ra nữa thì cái phần cửa kính này các bạn, nó được làm 2 lớp cách nhiệt. Trong lúc mà lò hoạt động thì cũng có tiếng động cơ nhỏ nhỏ và tiếng bắp nổ vậy thôi, chứ không có ồn đâu các bạn. Về quá trình bắp nổ thì Linh thấy là nó chậm hơn so với mấy cô chú ở ngoài tiệm làm. Nó nổ rất là từ từ và nhẹ nhàng nha.
như kiểu là lò sẽ nóng lên dần dần một cách ổn định đến thời điểm đủ nhiệt thì các hạt bắp mới bắt đầu nổ dần. Mà theo như Linh quan sát thì cái lồng này nó sẽ có một cái thanh nan để giúp đảo đều các hạt bắp, giúp cho hạt nào thì cũng được tiếp xúc với nhiệt một cách đầy đủ hết. Trời ơi, cái này mà mình đem đi chiên gà, popcorn các thứ là hết sảy luôn đó các bạn. Thế nhưng mà nó sẽ có một cái điểm, đó là cái đèn ở trong khoang lò này các bạn, cứ sau một phút là nó sẽ tắt, và nếu mà chúng ta muốn nó sáng lên á thì mình sẽ phải bật nha. Đây đó, nó sáng lên lại. Vậy là sau khoảng 13 phút chờ đợi thì Linh cũng đã có được một mẻ bắp rang bơ thơm ngon nóng hổi rồi các bạn. Cái này mà giờ bật bộ phim lên là đúng bài luôn. Nhưng mà thôi, chúng ta xem thành phẩm nó trước đi ha. Như Linh có nói thì có hạt nổ trước, có hạt nổ sau, nó cách nhau cũng vài phút. Thế nhưng mà không có hạt nào bị cháy hết. Có thể là nhờ lồng quay đều và mức nhiệt ổn định của lò. Thơm, giòn. Mà Linh thấy mấy hạt bắp này nó nổ ra hết luôn các bạn. Nó giòn nha, không có bị sưởng cứng gì cả. Cảm giác ăn cũng bất khác gì so với mấy cô, mấy chú làm ở ngoài tiệm đâu. Mà các bạn biết sao không? Kiểu cái cảm giác mà mình ngồi coi từ cái hạt bắp đó nổ ra nha, xong rồi mình tự làm, tự ăn nữa, thấy nó vui, hạnh phúc gì đâu á. Làm xong màu mè thì nên đi làm thêm caramel và lắc thêm phô mai nữa. Và chiếc lò chiên này nó tiêu tốn nhiêu đây tiền điện để có mẻ bắp rang bơ này nha cả nhà. Những bạn nào mà thích nấu nướng hay là thường xuyên nấu nướng thì Linh nghĩ là cái lò này nó sẽ rất là phù hợp với bạn luôn. Tại vì chiếc lò này nó có rất nhiều chương trình đã được cài đặt sẵn, lại còn đa dạng nữa. Cái gì nó cũng có thể đảm đương được hết, từ chiên không dầu này cho tới nướng bánh rồi ủ bánh. Hoặc là những gia đình nào mà chúng ta đang phân vân theo kiểu là một nửa mình muốn mua lò chiên, một nửa lại muốn mua lò nướng, thì thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Chúng ta cứ tới điện máy xanh và mình rinh cái lò này về thôi ha. Và ngoài ra thì Linh cũng đã có chia sẻ với các bạn ở đầu rồi, đó là chiếc lò này nó có rất nhiều chức năng, cho nên các anh chồng có thể xem nó giống như là một món quà mình dành tặng cho vợ của mình để hỗ trợ thêm cho chị em trong công việc bếp núc. Cái này đúng kiểu là một người mua mà cả nhà vui luôn á. Chi tiết về giá của cái lò này là bao nhiêu thì Linh sẽ để ở phần mô tả, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu như mà chúng ta thấy hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho cả ekip của Điện Máy Xanh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!